Hàn xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Ở video hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ đầu bơm dành cho máy 2 thì 4 thì. Đây là cái sản phẩm mà dành cho các bạn đã có những cái động cơ 4 thì mà cái chuông lớn của nó là chuông 78mm này. Đây là cái giỏ bơm nhé, mình bỏ ra ngoài cho các bạn dễ quan sát. Đây là cái phần galanti để nó cố định cái tốc độ bơm. Đây là cái phần chân đế của nó này. Các bạn đặt máy bơm lên đây và các bạn kết nối với cái đầu bơm này. Đấy, phần quai sách này. Các bạn là mua những cái ống mềm nối vào đây. Đây là đầu hút này. Và đây là đầu ra này. Đấy. Các bạn có nhu cầu đặt hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại là 0983 818 955. Đấy, thì để biết chi tiết sản phẩm và một số cái kích thước của cái bộ sản phẩm này như sau. Tổng chiều cao của nó là 130cm, chân đế của nó là gần 40cm. Đấy. Các cái phần đầu chuông này thì nó là chuông phi chuông này là chuông 78 này, các bạn đo lòng trong là 78. Thì cứ lắp đặt bơm vào là nó hoạt động bình thường thôi. Đây là một cái con máy 49cc này. Đấy. Các bạn lắp đặt lên cái phần này lên. Đây là những cái phụ kiện đi kèm theo của nó, gồm những cái dây rút này, những cái ống xít này, dây thít đường ống này. Đây là cái cao su để bắt cái phần cái cao su này sẽ được bắt vào đây. Cao su này nó như một cái cây cao su chống rung các bạn nhé, bắt vào đây. Cái này nó sẽ bắt lên đây. Tuy nhiên thì cái này nó tai nó hơi ngắn do có khả năng là nó sử dụng cho cái máy 100 nó sử dụng cho cái máy 29cc. Đấy, mình lắp cái này lên đây cho các bạn dễ hình dung này. Đấy, nó như thế này. Nó sẽ đỡ máy. Hai cái con ốc này nó sẽ được bắt vào hai cái con ốc này. Đấy. Và cái đầu chuông này nó sẽ được bắt vào cái đầu chuông này. Đây là chuông này. Các bạn có những cái máy khác ấy, thì các bạn cứ đo cái này nó vừa là được. Đây, cái tai này nó dành cho máy nhỏ cho nên khi bắt ở đây nó hơi bị hụt này. Thì các bạn có thể phải sử dụng lại cái loại phải gia công lại cái tai này. Thì tùy theo từng máy.
Video của mình thì đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã xem. Các bạn là mua hàng thì xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0983 818 955. Mọi chi tiết về giá thành sản phẩm xin vui lòng comment phía dưới video. Bên mình sẽ trả lời. Các bạn mua phần nào thì tính tiền phần đấy. Video đến này là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.